Chào mừng các bạn đã đến với USCom Channel. Như các bạn đã biết, ngoài quan tâm đến một mức giá tốt thì người tiêu dùng còn quan tâm đến chế độ bảo hành, chế độ khuyến mại và khâu chăm sóc sau bán hàng của các sản phẩm khi mua. Vậy khi đến với USCom, bạn sẽ nhận được những gì? Chắc hẳn đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người đặt ra. Và sau đây, mình xin nói qua về những lợi ích khi bạn đến với USCom. Đầu tiên phải nói về nguồn gốc và giá thành. USCom cam kết tất cả các sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng của Apple và với mức giá bán ra là mức giá thấp nhất trên thị trường hiện nay. Với tham vọng lợi nhuận ít nhưng hướng đến tâm lý của người tiêu dùng, đặt vị trí của mình vào vị trí người mua hàng để làm sao mang đến cho người dùng sản phẩm tốt nhất mà phù hợp với túi tiền. Thứ hai là về chế độ bảo hành của các sản phẩm bán ra. Như các bạn đã biết, iPad ở Việt Nam được bảo hành chính hãng 1-1, nhưng riêng iPhone lại hơi thiệt thòi một chút là chưa được bảo hành chính hãng ngoài hàng của FPT phân phối ra. Thì còn lại, iPhone mua ở đâu sẽ bảo hành ở đó, và tùy vào từng chính sách của từng công ty đưa ra mà có chế độ bảo hành khác nhau. Khi đến với USCom, bạn sẽ được bảo hành 1-1 đối với tất cả các sản phẩm công ty bán ra. Đối với máy chưa kích hoạt, USCom bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm. Còn với các sản phẩm máy cũ đã hết thời gian bảo hành trên Apple, USCom sẽ bảo hành 1-1 trong 6 tháng nếu có lỗi. Khác với một số đơn vị, có thể để bảo hành 6 tháng nhưng lại chỉ được 1-1 trong vòng 15 ngày đầu. Thứ ba là về các chương trình khuyến mại. Khi mua hàng tại USCom, bạn sẽ nhận được rất nhiều khuyến mại hấp dẫn có giá trị đi kèm như mũ bảo hiểm, bút cảm ứng điện dung sành điệu, sim số đẹp hay bao da, khăn lau màn hình cao cấp và một số khuyến mại khác. Cuối cùng là khâu sau bán hàng. Một mức giá tốt, một chế độ bảo hành khá cao và nhiều khuyến mại hấp dẫn chưa là gì nếu như khâu sau bán hàng làm không tốt. Nhưng khi bạn đến với USCom, bạn không phải lăn tăn hay suy nghĩ về bất kỳ điều gì cả. Nếu quan tâm đến các sản phẩm của công ty, các bạn có thể truy cập vào website uscom.vn để tham khảo giá. Có gì thắc mắc cần tư vấn, có thể để lại comment bên dưới, bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!